Sao nay bụng dạ nay sao bé? Dạ được. Được hết đeo hả? Dạ. Anh uống có bị ói ra nữa không? Không hả? Xin lỗi mọi người, mình lên clip phần 2 này hơi trễ. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review về cái bình nước đạo kỳ này sau hơn 20 ngày trải nghiệm nó. Thì ở đoạn đầu clip mọi người cũng thấy đó là cái cuộc nói chuyện của mình với cái bé cháu của mình. Đó, cách đây còn mấy ngày trước khi mà mình về mình đang nằm dỗ á, thì sẵn mình hỏi cái về cái bệnh bao tử của nó luôn, có bớt hay chưa. Thì như mọi người cũng đã nghe đó là nó không còn bị đau nữa. Đó, thì trước đó thì con bé này nó bị đau bao tử tới cái mức mà gọi là quặn luôn á. Đó, nó khóc bù lo hết. Rồi ba má nó phải đưa đi khám này khám kia rồi mua thuốc uống nhưng mà không hết. Thì sau đó mình về mình mang cái bình nước kiềm này về rồi mình hướng dẫn nó uống. Đó, thì cho đến thời điểm hiện tại bây giờ nó không còn bị nữa các bạn. Thì dùng tầm 2-3 ngày sau đó là nó feedback lại cho mình là nó không còn đau nữa. Thì đó. Ngoài ra thì các bạn kéo đọc bình luận của cái clip phần 1 đó, các bạn cũng thấy là có những người họ dùng cái bình kiềm này rồi và họ cũng cho cái kết quả đó là họ không còn bị trào ngược, bị đau bao tử nữa. Đó. Thì đó là về cái trải nghiệm của người ta. Còn với bản thân mình nha, mình không có bị bao tử, nhưng mà mình cảm nhận thấy về cái khía cạnh sức khỏe thì nó cũng cải thiện khá là tốt đấy, mặc dù là mình cũng khá khỏe rồi. Cái thứ nhất đó là mình thấy nó cải thiện được cái vấn đề viêm xoang của mình. Thì mình bị viêm xoang từ năm lớp 8 các bạn, lâu lắc rồi. Và mình luôn trong cái tình trạng gọi là hơi bị nghẹt mũi á, kiểu như vậy. Đặc biệt là trong cái mùa mưa gió lạnh lẽo như thế này là kiểu như mình cũng sẽ bị nghẹt mũi. Nhưng mà mình dùng cái này không nhớ chính xác, nhưng mà tầm một tuần sau khi mà uống cái này á, thì mình thấy là mũi mình nó thở thông thoáng hơn các bạn, mặc dù trời mưa gió đó, nhưng mà nó thở rất là ok. Bây giờ có thể thở bằng hai lỗ luôn đó. Rất là uy tín đúng không? Thành ra là mình nghĩ là có thể là sản phẩm này nó cũng giúp mình cải thiện về vấn đề xoang mũi nha. Cái thứ hai, khi mà mình đi tập thể dục á, thì mình uống cái nước này mình cảm giác là nó khỏe hơn, nó đỡ mệt hơn là cái việc mình uống cái nước bình xanh như hồi trước. Minh Trí đồng hành cùng bạn tăng cân an lành.